Hàng ơi, trận vừa rồi thế nào? Thua. À, thua. Dạ, em thua. Có giải chưa? Giải gì vậy anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạn thì ngủ thôi.
nào phát bên đi có điểm. Thế tập lại thế bên nào rồi. Thả ra ngoài màn là ăn thịt ngay. Cái kiểu phát cắn ra ra được phát rồi. Đánh đôi không cần phải đánh đôi vừa ai sao kịp chạy được thủ đánh đơn đã không đủ lòng chứ còn giật thế thì ra đây là cũng mất thế trận rồi, giật công thủ là cả đứt ra hơn mình thấy rồi. Hay lắm. Đôi này là một cái đăng kiểm đang lập ra đang chỉnh đó. Hương Hà Nội, 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 Hương Hà N
mấy năm vừa rồi đi học thì lớp bấm huyệt, có đi bấm huyệt cho người nghèo. Trên bảng số 3 thi đấu bán kết Đông Nam trên 16, mời vận động viên Hùng Hải Phòng, Thái Hải Dương về bảng số 3 thi đấu. Cơ sở của bộ là gì nhỉ? Nhưng mà là miễn phí. Whoa!